Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong trên cầu treo sông Răng. Tình trạng các phương tiện vi phạm phần đường làn đường tại thành phố Thanh Hóa. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng tỉnh này xác nhận bước đầu do tài xế xe ô tô không làm chủ được tốc độ. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, bước đầu nhận định tài xế chiếc Ford Everest đã không làm chủ tốc độ, sau đó va chạm với xe máy trên cầu treo rồi lao xuống sông Răng. Từ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ. Thêm vào đó, do cây cầu treo đã xuống cấp, có tuổi thọ trên 30 năm, nên khi xe đi tốc độ cao đã xảy ra có rung lắc làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ. Hành khách có thể mua vé tàu trả góp lãi suất 0% kể cả vé tàu Tết Tân Sửu thông qua cổng thanh toán ngân lượng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, công ty đã phối hợp với công ty ngân lượng triển khai phương thức mua vé tàu trả góp lãi suất 0% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Theo đó, phương thức này được áp dụng đối với các đơn hàng có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên và hành khách thanh toán online bằng thẻ tín dụng Visa Master JCB. Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 12 phút ngày 29 tháng 9 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, vào thời điểm trên, một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đang lưu thông ở làn bên phải, người đàn ông bất ngờ tăng ga rồi chạy lấn sang làn bên trái, tạt đầu chiếc xe bồn chạy cùng chiều. Do đi trúng vào điểm mù của xe bồn, người đàn ông bất ngờ bị chiếc xe này tông trúng. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera hành trình của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm phần đường, làn đường là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng vi phạm phần đường, làn đường của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở thành phố diễn ra khá phổ biến, nhưng lại ít được các cơ quan chức năng xử lý. Tại nhiều ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu, mặc dù có lắp biển báo, đèn đỏ, mô tô, xe đạp, xe máy được phép rẽ phải, nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm bớt ách tắc khi các phương tiện cùng xuất phát khi đèn xanh. Với biển báo này đồng nghĩa với việc làn đường trong cùng phải được trừ ra thông thoáng để các phương tiện cua rẽ. Thế nhưng trên thực tế, gần như làn đường này thường xuyên bị các phương tiện khác dừng đèn đỏ chắn toàn bộ, khiến các phương tiện muốn cua rẽ phải cũng không thể đi được. Tôi đứng đây tôi được rẽ phải nhưng mà người ta đứng đằng trước nhiều quá tôi không thể rẽ được. Tôi đề nghị là mà tăng cường để tuyên truyền cho người dân để hiểu hơn để tốt nhất là phân thêm một cái làn đây để cho các đường người rẽ phải người ta đỡ vướng. Thực tế, tình trạng người dân vi phạm làn đường, phân đường cũng đang diễn ra rất phổ biến. Xe máy chạy lấn làn ô tô hay ô tô chạy vào phần đường của xe máy, xe đạp. Thậm chí đến vạch dừng đỗ dành riêng cho xe buýt cũng thường xuyên bị các phương tiện khác đậu đỗ lấn chiếm. Nguy hiểm nhất là hành vi chạy xe sai làn rồi đột ngột chuyển hướng bằng cắt qua đầu phương tiện khác gây nguy hiểm cho cả hai bên. Tôi thấy cái tình trạng là cua đi sai làn để cua trước đầu xe rồi. Nói chung là lúc cua người ta không quan sát rồi người ta xin nhan xong người ta cua luôn nên mình khó xử lý lắm. Việc vi phạm phần đường làn đường là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông. Nhưng gần như ít bị các cơ quan chức năng xử lý nên cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm này diễn ra nhiều. Do đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm các lỗi vi phạm này nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân khi tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Tính mạng con người là trên hết. Đã uống rượu bia, không lái xe.